Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết vừa được chúng tôi cập nhật trong sáng nay của báo Thanh Hóa điện tử. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm qua 22 tháng 9 và trong hôm nay 23 tháng 9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Thanh Hóa phổ biến từ 22 đến 25 độ C. Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày 23 tháng 9 như sau. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 22 đến 27 độ C, độ ẩm 75-98%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 22 đến 27 độ C, độ ẩm 75-98%. Khu vực Như Xuân, Như Thanh, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23-27 độ C, độ ẩm 78-97%. Khu vực Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định, trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23-26 độ C, độ ẩm 78-98%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương, Nông Cống, trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, có nơi cấp 5. Nhiệt độ 23-26 độ C, độ ẩm 80-98%. Khu vực thị xã Bỉm Sơn trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 23-26 độ C, độ ẩm 80-97%. Khu vực thành phố Thanh Hóa trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 23-26 độ C, độ ẩm 80-97%. Khu vực thành phố Sầm Sơn trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, có nơi cấp 5, nhiệt độ 24-26 độ C, độ ẩm 80-98%. Khu vực thị xã Nghi Sơn trời nhiều mây, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ 23-26 độ C, độ ẩm 80-98%. Vùng biển Thanh Hóa trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 m, biển động. Tiếp theo là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23 tháng 9. Khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C. Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, sau không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng ven biển đêm và sáng có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin thời tiết sáng nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.